Kể từ khi Nvidia cho nó mắt chiếc RTX 2060 thì dường như mọi sự chú ý của giới truyền thông cũng như là người dùng đang dành sự quan tâm rất lớn cho chiếc cờ đồ họa thế hệ mới này. Có thể nói với một hiệu năng của nó hoàn toàn có thể ngang ngửa, thậm chí còn nhỉnh hơn so với chiếc RTX 1070 Ti, và nó được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến và được sản xuất trên một cái kiến trúc mới, đó chính là kiến trúc Turing, mà mức giá của nó lại rẻ hơn so với chiếc RTX 1070 Ti. Hiện tại thì những chiếc RTX 2060 đang có mặt trên thị trường thì nó đang có mức giá dao động trải dài trong phân khúc từ 9 cho tới 12 triệu đồng. Điển hình nhất đó chính là chiếc RTX 2060 đến từ Intel 3D. Nó đang có mức giá dao động trong khoảng đó chính là 9 triệu. Và chiếc RTX 2060 đến từ Asus thì nó đang có mức giá dao động trong khoảng 12 triệu đồng. Vậy để xem với mức giá tiền chênh lệch khoảng gần 3 triệu đến như vậy thì nó có sự khác biệt về thiết kế cũng như hiệu năng trên hai chiếc cờ đồ họa này hay không? Hay đây chỉ là cái việc mà các nhà sản xuất ép giá để hút máu người dùng? Thì chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu vấn đề này trong video ngay bây giờ. Với việc được thiết kế giống tới 98% so với chiếc Asus TIG RTX 1080 Ti mà các bạn đã biết đến cái độ đẹp của chiếc RTX 1080 Ti của Asus nó như thế nào rồi. Asus TIG RTX 2060 thì nó sẽ đẹp hơn hẳn so với chiếc RTX 2060 đến từ Intel 3D. Và cái điểm đầu tiên có thể kể đến đó chính là nó sẽ được trang bị 3 fan, thì nhìn vào thì trông nó sẽ đầy đặn, còn của chiếc Intel 3D thì các bạn sẽ chỉ có 2 fan mà thôi. Khi so sánh về kích thước cũng như trọng lượng của hai chiếc Vega này thì chiếc Vega đến từ Asus thì nó là một trong những chiếc RTX 2060 có kích thước lớn cũng như nặng nhất đang có mặt trên thị trường. Bởi vì nó có kích thước to và nặng đến như vậy, thế nên thì cái phần tản nhiệt của nó cũng to hơn và cái phần ống đồng của nó cũng nhiều hơn so với chiếc VGA đến từ Intel 3D. Các bạn sẽ có 6 cái ống đồng dẫn nhiệt từ base plate ra các khu vực tản nhiệt, đó chính là các lá nhôm. Với phần tản nhiệt lớn đến như thế này thì mình tin chắc chắn rằng thì cái việc tản nhiệt của nó sẽ rất mát. Còn có một điều thì có thể nhiều bạn chưa biết, thì cái phần tản nhiệt của chiếc RTX 2060 đến từ Asus này thì nó hoàn toàn giống với chiếc RTX 1080 Ti của hãng. Và cái hiệu năng tản nhiệt của chiếc RTX 1080 Ti của Asus thì nó như thế nào thì các bạn đã biết rồi đấy. Còn về chiếc VGA 2060 đến từ Intel 3D thì các bạn sẽ chỉ có 4 cái ống đồng tản nhiệt từ phần base plate chạy ra các lá nhôm tản nhiệt do chỉ có 2 fan, thế nên thì kích thước tổng thể cũng như là cái phần lá nhôm tản nhiệt nó sẽ ít hơn. Và theo mình dự đoán thì cái hiệu năng tản nhiệt của nó sẽ kém hơn một chút so với chiếc RTX 2060 đến từ Asus. Tuy nhiên thì không có gì là không thể, vậy nên thì các bạn hãy chờ đến cái phần test hiệu năng ở trên hai chiếc VGA này thì chúng ta mới có thể kết luận được một cách chính xác nhất về cái hiệu năng tản nhiệt của hai chiếc cờ đồ họa này. Đối với các cổng kết nối thì cũng có sự khác biệt đôi chút, đó chính là chiếc Intel 3D thì các bạn sẽ có tới 3 cổng DisplayPort và một cổng HDMI. Còn chiếc Asus TIG RTX 2060 thì các bạn sẽ chỉ có 2 cổng DisplayPort, nhưng các bạn lại có tới đó chính là 2 cổng HDMI. Và trên những mẫu cờ đồ họa mới như thế này thì gần như 99% thì các nhà sản xuất đã loại bỏ cổng xuất hình ảnh DVI. Một điểm mà những bạn lựa chọn chiếc RTX 2060 đến từ Intel 3D thì các bạn sẽ không có cái phần đèn LED RGB, và chiếc RTX 2060 của Asus thì các bạn sẽ có một cái phần thiết kế đèn LED RGB ở phần mặt trước cũng như là cái phần logo ROG ở phần backlight. Nó sẽ tạo cho chiếc VGA của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều khi mà chúng ta nhìn vào. Với việc cấp nguồn cho hai chiếc VGA này thì nó cũng tương tự như nhau. Với phiên bản RTX 2060 Founder Edition đến từ Nvidia, như Nvidia công bố thì nó sẽ yêu cầu một bộ nguồn với công suất tối thiểu là chỉ là 500W, và dĩ nhiên thì hai chiếc VGA này thì nó cũng tương tự như vậy. Mặc dù vậy thì cái cổng kết nối nguồn khi mà chúng ta cấp cho hai chiếc VGA này thì nó lại có sự khác biệt đôi chút. Trong khi chiếc Asus TIG RTX 2060 thì các bạn sẽ cần đến đó chính là hai đầu, với một đầu là 6 pin và một đầu là 8 pin. Còn chiếc Intel 3D RTX 2060 thì các bạn chỉ cần một đầu 8 pin mà thôi. Đi vào bài test thực tế thì hai chiếc VGA này, đầu tiên đó chính là phần mềm chấm điểm Super Position Benchmark, thì cả hai chiếc VGA này nó đều đạt một cái số điểm xem nhau, rơi vào khoảng đó chính là hơn 6.200 điểm. Và với những phần mềm benchmark như thế này thì mình khuyên các bạn chỉ dùng để tham khảo, chứ cái chính vẫn là cái hiệu năng khi mà chúng ta trải nghiệm thực tế ở trên hai chiếc VGA này. Từ game đầu tiên thì mình có test thử qua đó chính là CS:GO, với mức thiết lập đó chính là max setting thì chiếc Intel 3D RTX 2060 nó đạt được một cái số FPS rơi vào khoảng đó chính là từ 150 cho tới 160 FPS, và cái nhiệt độ của GPU lúc này thì nó rơi vào khoảng đó chính là từ 62 cho tới 63 độ C. Trong khi đó thì chiếc Asus TIG RTX 2060 thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút, với cái số FPS nó đạt được rơi vào khoảng đó chính là từ 170 cho tới 180 FPS, và cái nhiệt độ của nó cũng thấp hơn từ 7 cho tới 8 độ, nó rơi vào khoảng đó chính là từ 53 cho tới 54 độ C. Rõ ràng thì với CS:GO thì nó chưa thể nào để có thể phân biệt được cái hiệu năng tản nhiệt ở trên hai chiếc VGA này. Vậy nên thì mình sẽ cùng với quý vị và các bạn đi vào một cái tựa game nặng hơn, đó chính là PUBG.
Với PUBG thì mình cũng thiết lập tương tự, đó chính là max setting ở độ phân giải Full HD. Chiếc Innova 3D RTX 2060 thì nó sẽ đạt được rơi vào khoảng độ từ 70 cho tới 80 FPS. Và cái nhiệt độ lúc này nó đã rơi vào khoảng độ từ 69 tới 70 độ C. Còn chiếc Asus Trick thì tiếp tục nó sẽ đạt được những con số ấn tượng hơn một chút với 80 cho đến 90 FPS. Và cái nhiệt độ của nó cũng chỉ dừng lại ở con số được chính là 58 độ mà thôi. Và cuối cùng sẽ là tựa game Battlefield 5, một trong những tựa game hỗ trợ Ray Tracing. Và trong quá trình khi mà mình chơi Battlefield 5 thì mình có bật Ray Tracing lên. Và một lần nữa thì cái phần thắng thuyết phục thì nó vẫn hướng về chiếc Asus Trick RTX 2060 đến từ Asus. Với nhiệt độ lúc này thì nó rơi vào khoảng từ 56 cho tới 57 độ C. Và cái FPS đạt được thì nó sẽ rơi vào khoảng độ chính là từ 60 cho tới 65 FPS. Và trong khi đó thì chiếc Vega đến từ Innova HD thì cái nhiệt độ lúc này thì nó đã rơi vào khoảng độ chính là 67 độ C. Và cái do cái nhiệt độ của nó quá nóng thế nên cái hiệu năng của nó cũng không đạt được kết quả tốt. Và cái FPS lúc này thì nó chỉ đạt được đó chính là từ 40 cho tới 50 FPS mà thôi. Và qua đây có thể thấy đó chính là cái việc thiết kế cái phần tản nhiệt lớn hơn của chiếc GTX 2060 của Asus thì nó dễ dàng giành phần thắng về phần hiệu năng tản nhiệt cũng như cái sự ổn định khi mà chúng ta sử dụng ở trên chiếc Vega này. Và vừa rồi là mình đã cùng với quý vị và các bạn đi khám phá hai chiếc card đồ họa RTX 2060 đến từ Asus cũng như là Innova HD. Có thể nói với mức giá 12 triệu đồng thì chiếc RTX 2060 của Asus nó hoàn toàn xứng đáng với việc nó được thiết kế đẹp hơn hẳn so với chiếc RTX 2060 đến từ Innova HD. Và hiệu năng của nó cũng nhìn hơn một chút do cái việc của nó đã được ép xung sẵn. Tuy nhiên nếu như các bạn không có hầu bao quá lớn thì mình nghĩ các bạn vẫn nên chọn chiếc RTX 2060 đến từ Innova HD. Còn nếu như có tiền thì mình nghĩ vẫn nên chọn chiếc RTX 2060 của Asus. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về hai chiếc card đồ họa này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video này. Và nếu như các bạn có thắc mắc về cái vấn đề đó chính là build PC hay là chọn gaming gear làm sao phù hợp với cái công việc cũng như là cái nhu cầu mà các bạn đang sử dụng thì đừng quên để lại ý kiến ngay bên dưới phần bình luận của video này. Bọn mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc ấy. Và nếu như cái số lượng nó quá lớn thì bọn mình sẽ làm một cái series hỏi đáp cũng như là trả lời tất cả những thắc mắc ấy đến cho các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video này cảm thấy hữu ích thì đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube An Phát Computer. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.